Đây nha anh em, giới thiệu anh em món canh cá rô phi nhé, nấu rau cải và rau mảnh cộng, rau su khí nha. Đã xong, ngọt thịt của anh em ạ. Rất chi nhiều bổi, cá rất chi nhiều. Cuối cùng là mình cho rau ngổ nha, hành nha, một lên bột ngọt, nước mắm. Và đây, cá rô phi đã lọc rút xương nhé, rán giòn nhé. Rút xương dìa này anh em, cũng cho lên rán luôn cả đầu. Hôm nay mình vào bếp với món cá rô phi nhé, nấu canh lá mảnh cộng này với lại rau cải nhé. Đây, mình sẽ ngắt nhé, cái này cực kỳ tốt nhé, cái xương khỉ nha anh em. Những ai mà dùng kháng sinh nhiều nên lấy cái lá này đun nước uống hoặc là nấu canh nhé anh em. Những ai bệnh viêm đường tiết liệu hoặc là những bệnh về xương khớp nhé. Đây nhé. Đây là cái cá rô phi hôm qua mình đánh được ở trong trường bắn nhá, trong núi đã để trong tủ lạnh, bây giờ giá đông ấy. Bây giờ mình chọn hai con to nhất để cho vào luộc gừng để nấu canh cải đi nhé, ngổ canh cải với lá sơ khỉ. Đây nhá, cá mình đã bắt đầu cho vào luộc nhá, thêm tí gừng, bây giờ bật bếp. Tí nữa bóc thịt ra ra nha. Cá mình đã lọc xong rồi nha, rút hết xương nhé, rìa trên kia coi, và những cái này không bỏ nhé, rán giòn ăn được hết. Đầu mình bỏ đôi nha. Đây là cá rô phi mình luộc gừng nhé, luộc xong là để rửa thịt ra, xong là xào vàng lên nhé, nấu canh cải cá rô phi nhé. À, đánh vẩy cực kỳ ngon luôn anh ạ, ăn gì cứ phải cá rô độc. Đây nhá, mình đã bắt đầu cho vào rán nhá, những cái xương nhất mình rán hết anh ạ, đầu mình bổ đôi, rán giòn ăn hết, rô phi tự nhiên nhá anh ạ. Đây nhá, cá mình đã rán được một mặt anh ạ. Đây là cá mình đã luộc xong nhé, bây giờ mình sẽ rửa thịt nha anh em, để nguội một tí nữa. Cá mình đã rán xong nhé, mình nấu ok chưa nha, chấm mắm tỏi ớt miễn bàn luôn anh em. Ở đây còn mấy cái đầu chiên cho giòn, nhỏ lửa. Ở đây nhé, thịt cá mình đã tìm hết xương ra nhé, bây giờ tí nữa rán cá xong mình sẽ cho rang giòn lên nhé, để nấu canh nhé. Đây nhé, chúng ta rửa cá cho thêm dầu vào đây nhé, và đảo cá cho nó vàng lên nhé, cho vào nồi canh, không cần vàng lắm. Và gia vị là cho hành lên, rau ngổ nhé. Đây nhé, mình đã cho hành vào đây nhé. Và bây giờ cho tí nước mắm vào nhé, cho thơm. Đây là đổ sang cá là xong. Đây nha anh em, mình đã cho cá vào nồi canh nhé anh em. Bây giờ mình sẽ cho rau vào nhé. Đây nha anh em, giới thiệu anh em món canh cá rô phi nhé, nấu rau cải và rau mảnh cộng, rau su khí nhé. Đã xong, ngọt thịt của anh em ạ. Rất chi nhiều bổi, cá rất chi nhiều. Cuối cùng là mình cho rau ngổ nha, hành nha, một lên bột ngọt, nước mắm. Và đây, cá rô phi lọc rút xương nhé, rán giòn nhé. Rút xương dìa này anh em, cũng cho lên rán luôn cả đầu.